Chú chó đứng đợi chuyến tàu mỗi đêm và câu chuyện cảm động khiến nhiều người rơi nước mắt. Một đoạn video ghi lại cảnh cô chó ngồi ở ga tàu ngóng theo những chuyến tàu qua lại như đang tìm kiếm một điều gì đó khiến cho cư dân mạng cảm động. Mới đây, một người dùng mạng xã hội chia sẻ câu chuyện về chú chó mà mình gặp tại ga tàu mỗi tối như để tìm kiếm một thứ gì đó. Được biết, cứ 11 giờ đêm hàng ngày, chú chó chạy đến ga Kanjurmarg ở Ấn Độ và nhìn chằm chằm qua cửa của những chuyến tàu chạy qua theo hướng Kazan. Theo tờ Mumbai Maro, cô chó này sẽ ngồi tại ga tàu và chỉ nhìn vào khoang dành cho phụ nữ. Khi không thấy ai xuống, con chó lại chạy đuổi theo tàu một quãng đường khá dài như đang tìm kiếm một điều gì đó. Ông Samer Thorat, một người dân địa phương và cũng là người hay chọn đi tàu, đã dùng điện thoại ghi lại hành động của chú chó vào hôm 2 tháng 1 và chia sẻ nó lên mạng xã hội. Đoạn video lập tức đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người và đã có rất nhiều bình luận hỏi thăm về cô chó này ở bên dưới. Một vài ý kiến cho rằng có thể chú chó này đã bị chủ cũ bỏ lại tại ga tàu, bởi vậy mà nó sẽ chờ đợi ở đó cho tới khi nhìn thấy và tìm lại được người chủ của mình. Một số người khác lại nghĩ rằng có thể chú chó đã bị lạc chủ trên chuyến tàu nào đó, vì vậy mà nó cứ ra ga để ngóng trông theo những chuyến tàu. Cứ 11 giờ đêm, con chó lại ra ngồi đợi tại ga tàu. Rất nhiều người cho rằng cô chó nhỏ này có lẽ đang chờ đợi người chủ cũ của mình. Với những người dân bản địa, việc cô chó này xuất hiện tại ga tàu mỗi đêm đã trở thành điều quen thuộc bởi họ đã chăm nó cùng với đàn chó con trong suốt thời gian qua. Ông Thorat đã chia sẻ với tờ Mumbai Mail, mỗi ngày đi làm về, tôi đều nhìn thấy con chó này ngồi ở đây. Cách nó ngồi chờ ở ga tàu và chỉ nhìn theo khoang dành cho phụ nữ, cho thấy dường như nó đang tìm kiếm một người đã từng gắn bó với nó, có thể là người chủ cũ đã từng nuôi nó hay đem nó bỏ đi. Saura Verma, người đã cho chú chó ăn suốt thời gian qua, cho biết chúng tôi đã trở thành bạn bè với nhau, nó thậm chí còn đưa tôi tới xem bốn chú chó con của nó. Tôi đang cố tìm cho nó một người chủ mới, người có thể chăm sóc và lo lắng cho cả năm mẹ con cô chó này. Bé trai 10 tuổi trả lại 44 triệu cho người đánh mất. Một bé trai học lớp 3, 10 tuổi ở huyện U Minh đã năn nỉ ông bà nội tìm người đã đánh rơi 44 triệu đồng để trả lại. Bé trai đó là Nguyễn Nhật Nam, 10 tuổi, học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc xã Khánh Lâm, huyện U Minh, Cà Mau. Trước đó, ngày 24 tháng 2, trên đường đi học về, bé Nam đã nhặt được một ví tiền có 44 triệu đồng kèm một điện thoại. Bất ngờ trước số tiền quá lớn, bé Nam đã mang về nhờ ông bà nội tìm cách trả lại tiền cho người đánh rơi. Lúc con nhặt được tiền, con sợ lắm, liền chạy về nhà đưa cho ông bà nội. Thậm chí con cũng không biết trong đó. Sau đó con có nói với ông bà giúp con trả lại cho người đánh mất. Chắc người đó mất tiền thì buồn lắm. Thầy cô luôn dạy chúng con phải trả lại tiền cho người đánh mất. Ông bà bảo số tiền này rất lớn nữa. Ở lớp cũng như ở nhà, cha mẹ đều dặn, làm người phải thật thà, khi nhặt được của rơi phải trả lại cho người đánh mất, nên con đã làm theo. Nhờ có lòng tốt bụng của cậu học sinh lớp 3, toàn bộ số tiền 44 triệu đồng và chiếc điện thoại di động đã được gia đình Nam trả lại cho khổ chủ thông qua danh bạ trên chiếc điện thoại nhặt được. Ngày 27 tháng 2, trao đổi với phóng viên, cô Lữ Kiều Phương, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A, trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, Cà Mau cho biết, nhà trường đang hoàn tất các thủ tục để biểu dương, khen thưởng em Nguyễn Nhật Nam. Khi em nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất. Theo cô Phương, Nam là một cậu bé thật thà, tốt bụng, việc làm của Nam thực sự là tấm gương sáng cho các bạn học sinh noi theo. Chủ tịch Cần Thơ không thể thu hồi trợ cấp chế độ của liệt sĩ chống. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ nói, ông chống làm nghĩa vụ quốc tế tưởng hy sinh nhưng nay đã trở về là quá mừng. Chế độ trợ cấp cho liệt sĩ này không phải là việc đáng quan tâm hiện nay. Gần một tuần qua, chính quyền các cấp ở thành phố Cần Thơ tiến hành các thủ tục xác nhận liệt sĩ còn sống cho ông Trương Văn Chống, quê xã Định Môn, huyện Thới Lai. Đây là chuyện khá hy hữu khi chiến sĩ làm nghĩa vụ quốc tế được xác định đã hy sinh ở chiến trường Campuchia từ 33 năm trước, nay lại trở về bằng xương bằng thịt. Trò chuyện với zin.vn về việc
xử lý như thế nào về các chế độ liệt sĩ đặc cấp cho người thân của ông Chống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang xin ý kiến của Bộ. Việc chính ở đây là ông Chống từng được xác định liệt sĩ, bây giờ trở về là quá mừng. Ông Chống đi làm nghĩa vụ quốc tế gặp tình huống đó mà bây giờ tính toán gì nữa, tiền không còn quan trọng nên không thể thu hồi chế độ liệt sĩ đã chi. Việc này cần xử lý nhân văn, ông Thống chia sẻ. Cùng quan điểm với ông Thống, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cũng nói rằng nếu ông Chống không là liệt sĩ thì cũng có chế độ thương binh, vì bị thương khi làm nhiệm vụ quốc tế. Về đạo lý, trong trường hợp này, các chế độ đã cấp cho ông Chống và gia đình là không thể thu hồi. Với góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Đức, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ nêu quan điểm ông Chống từng được xác nhận là liệt sĩ, trong trường hợp này lỗi không thuộc về bản thân ông và gia đình. Bởi vì giấy báo tử trước đó do cơ quan chức năng cấp và thông báo về việc ông đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế, trên cơ sở đó đã giải quyết cho người thân của ông về quyền lợi có liên quan. Theo luật sư, việc ông mất tích một thời gian dài là yếu tố khách quan ngoài ý muốn của người đã thụ hưởng chế độ chính sách do ông đã hy sinh. Trong quá trình giải quyết hậu quả của vấn đề này, các ngành chức năng nên cân nhắc xem từ trước đến nay ông có được hưởng chính sách về việc thương binh hay chưa vì người này bị thương ở tay. Đối với trách nhiệm của cá nhân tổ chức gây ra hậu quả, tức đã kết luận ông Chống hy sinh cũng khó quy kết bởi không đồng đội nào xác định được ông Chống còn sống trong trận đánh nhau với địch vào năm 1995 tại Campuchia. Việc thụ hưởng chính sách liệt sĩ thì mẹ ông Chống nhận vì con bà hy sinh, nay bà đã già yếu mất sức lao động nên trong quá trình giải quyết ngoài khía cạnh pháp lý, cơ quan chức năng nên xem xét vấn đề đạo lý, luật sư Đức nêu quan điểm. Gần một tuần trước, rạng sáng mùng 5 Tết Mậu Tuất, ông Chống đập cửa nhà cụ bà 87 tuổi Huỳnh Nía ở xã Định Môn. Ông lớn tiếng gọi tên anh ruột là Tư Cao, sau đó người em thứ 8 của liệt sĩ tưởng hàng xóm rây rượu đến quậy phá nên đuổi ông Chống đi. Khi hai người đang cự cãi thì cụ Nía xuất hiện, ông Tư Cao sau đó chạy qua và chị ông Chống cũng nhận ra người em mà gia đình lập bàn thờ từ năm 1985. Thu dư ngân sách hơn 7 tỷ USD Singapore lì xì toàn dân. Tất cả công dân Singapore từ 21 tuổi trở lên sẽ nhận được một khoản tiền lì xì từ chính phủ, tối đa 228 USD sau khi thu tiền ngân sách vượt đến hơn 7 tỷ USD. Channel New Asia cho biết trong báo cáo ngân sách đọc trước Quốc hội hôm 19 tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Singapore Heng Wicket cho biết khoản tiền lì xì phản ánh cam kết lâu dài của chính phủ trong việc chia sẻ thành quả phát triển của Singapore với người dân. Ông gọi khoản tiền tặng thêm này là hồng bao, tức tiền lì xì ngày Tết. Khoản tiền thưởng dành cho mỗi công dân sẽ được tính toán theo thu nhập, có thể đánh thuế của họ khoảng 2,7 triệu người sẽ nhận được số tiền này, dự kiến được chuyển vào cuối năm 2018. Những người có thu nhập hàng năm từ 28.000 sin, khoảng 21.000 USD trở xuống sẽ được nhận 300 sin, tương đương 228 USD. Những người có thu nhập từ 28.001 đến 100.000 sin sẽ nhận được 200 sin. Những người có thu nhập trên 100.000 sin sẽ nhận được 100 sin. Số tiền dùng để lì xì người dân sẽ tiêu tốn của chính phủ khoảng 700 triệu sin, 532 triệu USD. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2011, chính phủ Singapore thưởng tiền cho người dân. Vào năm 2011, cũng là năm có cuộc bầu cử, 2,5 triệu người Singapore từ 21 tuổi trở lên đã nhận được lợi tức tăng trưởng từ 100 đến 800 sin. Năm 2008, chính phủ Singapore cũng chia lợi tức từ 100 đến 400 sin cho người dân. Báo cáo tình hình ngân sách đã chỉnh sửa của Singapore cho năm tài khoá 2017 cho thấy mức thu 9,61 tỷ sin, hơn 7 tỷ USD. Số thu ngân sách của năm nay cao vượt trội so với dự đoán 1,9 tỷ sin vào năm trước, chủ yếu là do đóng góp xuất sắc từ cục tác nghiệp thuộc chính phủ và thu thuế bất động sản. Ngoài ra, trong lúc nhận tin về khoản tiền lì xì của chính phủ, người dân Singapore cũng được thông báo về việc thuế hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng từ 7 đến 9%, thời điểm tăng thuế sẽ nằm trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2025.